bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang va rang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang sang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Tu sắp mong galang rakan tu sắp để qua ta sắp buddha hai nu pha về nè sẽ là suy thi phong văn tu thế của tu sắp mong galang rakan tu sắp để qua ta sắp tham man nu pha về nè sẽ là suy thi phong văn tu thế của tu sắp mong galang rakan tu sắp để qua ta sắp sang cả hai nu pha về nè sẽ là suy thi Phật văn tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người so thất lạc thô su kỳ tổ vô rô nô vô thất sa sa ne a rô vô su kỳ tổ hôi sa sa bê nhà thức vi sa thất lạc tham Chú kỳ tạ vô rô ná ha vô thất sa cha ne a rô ga chú kỳ tạ hôi sa ha sa bê nhà thi phê tê a tha la tha chú kỳ tạ vô rô ná ha vô thất sa cha ne a rô ga chú kỳ tạ hôi tha sa ha sa bê ít nhà thi phê cầu xin cho các thiền tín được sự lập được sự an vui được sự tăng hoa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap bang kiriyang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa gi va wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka Manun nhang phô cha nàng sa bê la phan tung ma ma chê ta sa tí. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đang được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo chuyện cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phương phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti nàng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta yô. Y đàng quá ta mê pù nhàng à sa quá kha yô quá hàng hồ tu. Nhà Nam Mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau ca thải. Nhà con kính nhường mic lại cho sư.
mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lĩnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và các có lẽ Ngài Trí Đức bận việc ở dưới đất rồi. Lúc nãy Ngài Cầm Mít nghe cháu sủa, nên Ngài chưa có trở lại đạo tràng. Và con xin phép được Cầm Mít ở Mít thôi. Và con kính dâng Mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên kính lễ cho tôn thầy Đức Lăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay âm thanh của huynh Chánh Ngộ bị đứt đoạn ha. Nhiều khi phải đoán, chứ còn nghe thì không có liên tục. Quý vị có nghe rõ hay là tại cái máy của chúng tôi? Alo, quý vị thấy âm thanh của nghe âm thanh của Huynh Chánh Ngộ liên tục ha? Như vậy chắc máy của chúng tôi có vấn đề. Như vậy thì cố gắng ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma he si a ra hằng ta tha ga tô lô cô ta mô sa pa ga ru hi che tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ vần đà ma hành tăng na ra pu cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài vật trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ giá tá sa sát thu nô lô ca na man thá sa quy na ca rô cô sáp bành nhu bút thấp bá ti phù ti sinh nhá tù hoành đà má hành tăng na ra phù. Trên này giá cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lần đặt chúng sinh, đầy dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô chú gá ta sá xà quá khô xích thà chú cà mô quá rá thầm má xích thá khô niền đà bá sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná rá phù. Thế này giác cần đăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rộng để mà phát thân các ngài thái vịnh đi trần xá lệ thiểu pháp hàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Cái tà nát tế giá tê chê ná xích tha mê ê tú quát tha năng tá xà bí à nú phà quê ná xá hát tha dê ná xích chạc tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo ra xong. Alo, quý vị có nghe âm thanh liên tục không ạ? Quý vị có nghe âm thanh rõ nhà xà thủ? Hôm nay chúng ta đã học xong về cái phẩm tâm Chitta Quốc Gia, tất cả là 11 bài. Trong 11 bài đó khó quá cho nên có người nghe hù muốn khóc rồi. Không sao. Tại sao cái tâm chúng ta khó chịu đến nỗi phải buồn rầu sầu khổ mà phải khóc? Bây giờ câu Phật ngôn đầu tiên là câu 33 và câu 14. Câu Phật ngôn 33 và 34 nói lên cái tâm của một thị giả của Đức Phật tên là Mê Khí Giá. Cái vị tỳ khương này khi thấy một cái vườn xoài, một cái nơi thanh vắng, một cái nơi đẹp, cái cảnh đẹp như vậy, và xin Đức Phật
đến cái vị trí đó để hành đạo. Nhưng mà Đức Phật nói rằng khoan đã, Bệ Thí Gia, Như Lai chưa có thị giả thì khoan đi đã. Khi nào Như Lai có thị giả thì hãy hành đạo theo ý mình. Nhưng mà vị tỳ kheo Bệ Thí Gia này làm theo ý của mình, giao y giao bát lại cho Đức Phật và đi tìm cái sự an tịnh riêng cá nhân của mình, nhưng mà rồi thất bại. Tức là làm theo cái bản tánh của cá nhân, cố chấp dù là Đức Phật hay nữa, nhưng mà Đức Phật cản cũng không nghe. Đó là câu chuyện của câu Phật ngôn 33 và 34. Chúng ta chấp cái ngã của mình mà bất chấp đi những cái lời khuyên xung quanh, dù đó chính là Đức Phật. Đại ý câu Phật ngôn 33 và 34 nói lên vấn đề đó. Câu Phật ngôn 35 nói lên 60 vị tỳ kheo sau khi học đề mục và nghiệp xứ nơi Đức Phật và tìm đến một cái ngôi làng thanh vắng. Và ở tại đó, mẹ của thôn trưởng đã thỉnh Chư Tăng an cư nhập hạ tại đó. Rồi 60 vị tỳ kheo này do cái công năng tu tập của mình và truyền đạt cái pháp môn này lại cho mẹ của vị thôn trưởng. Và mẹ của vị thôn trưởng đó đã chứng đắc thánh quả trước những vị tỳ kheo này, và nhờ có tha tâm thông mà mẹ của vị thôn trưởng đó đã hộ độ Phật thực tùy theo ý thích, tùy theo thể tạng của 60 vị tỳ kheo này. Và vì được thỏa mãn, được sung mãn theo các căn, các quyền mà 60 vị tỳ kheo này đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Ở đây cái câu Phật ngôn 35 này nói lên cái vấn đề có thực mơ vực được đạo. Rồi câu Phật ngôn 36 nói lên đề gì? Nói lên là một cái sự thực hành tuần tự pháp. Vị tỳ kheo Anuppa, vị này đã thực hành theo từ thấp lên cao và theo thứ tự, và vị này cũng đã thành công. Có nghĩa là đừng có quan trọng nhiều vấn đề mà hãy giữ gìn cái tâm của mình mà thôi. Tức là giới luật của nhà Phật rất là nhiều, nhìn cái này nhìn cái kia cũng phạm giới, nhìn cái này nhìn cái kia, điều này điều học nọ rất là nhiều. Mà vị luật sư thì dạy luật, vị pháp sư thì dạy về chi pháp, làm cho vị này thấu trí. Và Đức Phật đã tâm của mình để rồi cái vị này đã thành tựu mục đích của phạm hạnh. Câu Phật ngôn 37 nói lên vấn đề gì? Hai bác cháu, vị sư bác là một cái vị A-la-hán, vị sư cháu là một cái vị phàm nhân, nghĩ đến cái ân đức của sư bác mình đã cho mình tu tập theo giáo pháp này và hôm nay được lợi lộc hai cái y, đem hai cái y này về dâng cho sư bác để đền cái ơn mà sư bác đã cho mình một cái đời sống phạm hạnh. Nhưng mà sư bác không nhận. Khi mà sư bác không nhận như vậy thì cái tâm của vị thì thương này suy nghĩ vẩn vơ. Như vậy chứng tỏ rằng tình thâm máu mủ nhưng mà không thương mình, như vậy thì buồn quá,
thôi. Không thương thầy trò mà không thương bác cháu mà không thương thôi hoàng tục. À, mình hoàng tục để làm gì? Đời sống của cư sĩ khó khăn quá. Thôi đem hai cái y này đem đi bán đi. Và bán xong thì làm cái gì đây? Mua một con dê cái về nuôi. Và con dê này nó đẻ ra, rồi sinh ra từng bầy, bầy lấy sữa, rồi bán dê, rồi sẽ cưới một cô vợ. Rồi khi có vợ thì có con, có con rồi thì bồng con đến thăm sư bác. Trên đường đi đến thăm sư bác thì mệt mỏi. À, trên đường đi thì người vợ mới bồng con một cách bế tha, làm cho đứa con nó vụt tay, tức quá cầm cái cây đập lên đầu bà vợ. Ai ngờ đập cái đầu bà vợ mà đập không trúng, mà trúng ngay cái đầu của sư bác, bởi vì ngay khi đó là đang cầm quạt để hầu sư bác. Mà sư bác không nhận hai cái y, cho nên cụ huyền suy nghĩ vẩn vơ, để rồi ghét bà vợ mà đập cái đầu của sư bác. Vị sư bác là một cái vị thánh tăng, tại sao mà nó đập đầu mình? Nó nghĩ bậy, nó nghĩ nó đập vợ nó. Thì vị sư bác mới nói: ngươi có đập thì đập đầu của vợ ngươi, chứ tại sao đập đầu của ta? Mà khi nghe như vậy, trúng tim đen của mình. Vì sư cháu này mới giật mình sợ quá, quá hồn quá chạy. Các vị thiền hữu, các vị sa di thấy vị này chạy một cách bất thường, mới bắt lại đem lên trình cho Đức Phật. Và như vậy đó là câu chuyện số 37 ha, cái tâm nghĩ vẩn vơ ha. Rồi câu chuyện 38 và 39, câu Phật ngôn này nói lên cái gì? Cái tâm của chúng ta nó co duỗi giống như một cái cánh tay. Mà sự co duỗi này có nghĩa là cái tâm của chúng ta bất động. Và vị tỳ khưu Cittaṭṭha này đã 6 lần tu tập. Và 6 lần tu tập vô chùa rồi xuất gia rồi hoàn tục, giống như là một người đi chợ. Đến khi lần thứ 7, trên con đường đi làm về, mệt mỏi vì đời sống của thế tục, cái chàng công tử này mới nghĩ rằng thôi ta đi tu đi thì nó sẽ an nhàn hơn. Khi suy nghĩ như vậy thì đi bước chân vào phòng tìm cái bộ y để mà coi như lắm vô trong bụng hai cột lại. Rồi nhìn qua bên kia thấy bà vợ đang nằm một cách hở hang, trong khi vợ của mình đang bụng mang dạ chứa nữa. Và nhìn cái cảnh tượng đó giống như một cái thây ma mà nó chết nổ sinh lên như vậy. Thì anh chàng này chán nản nhìn cái cảnh đó, và lặng bộ y trong người vừa đi vừa quán cái cảnh bất tịnh như vậy, và anh ta đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Đến chùa xin chư tăng xuất gia thì chư tăng mới nói: cái đầu của ngươi á, đầu của ngươi là cái đầu mà coi như là không thể nào mà cải hóa được. Đã 6 lần đi tu rồi mà này đi tu nữa thì làm sao? Rồi ngươi vô ra giống như là một cái chợ vậy, không được. Nhưng mà anh chàng này năn nỉ lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng, đây chỉ là một lần cuối cùng và không có lần thứ hai nữa. Thì chư tăng thấy anh ta quả quyết như vậy, bởi vì anh ta đã là một thánh rồi, một vị thánh nhân chứ không phải là phàm nhân. Cho nên với thái độ anh ta, chư tăng chấp nhận cho tu lần thứ 7. Chính vì vô ra như vậy cho nên mới đặt tên anh ta là
ta hết tha, tức là cái tâm nó co rũi như là cái cánh tay co vô co ra như vậy đó, tâm nó luôn luôn thay đổi ha. À, đó là câu Phật ngôn 38-39. À, và câu Phật ngôn 40 nói lên cái gì? Câu Phật ngôn 40 nói lên 500 vị tỳ kheo tu tập trong một khu rừng. Và chính trong khu rừng đó, những cái gốc cây, những cái thân cây là những vị chư thiên, những vị thọ thần trú ngụ. Năm trăm vị tỳ kheo này đã an cư cái khả mùa mưa trong khu rừng đó, cho nên làm cho những vị chư thiên này là những người không có giới, cảm thấy rằng mình cư ngụ trên những cái ngọn cây này, đời sống của mình không được thuận tiện lắm, cho nên quý vị này mới xuống dưới đất. Mà xuống dưới đất ở thì nó cực khổ không quen, nhất là con cháu này kia. Mà chư thiên thì coi như ở trên ngọn cây, bây giờ xuống dưới đất thì thấy bực bội lắm, và mới có ý định đuổi những vị tỳ kheo này đi khỏi chú xứ. Rồi họ mới hiện ra những cái hình thù quái dị, những tiếng la hét, những cái cảnh tượng hãi hùng, và làm cho 500 vị tỳ kheo này lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, tức là ban ngày ngủ, ban đêm để thức phòng thủ. Nhưng mà rồi ốm o gầy mòn sợ quá, không ăn uống thì đầy đủ, nhưng mà cái tinh thần bị hỗn loạn, cho nên không thể tu tập được. Các vị này mới bàn đến với nhau về xin phép Đức Thế Tôn để rồi đi nhập hạ một nơi khác, chứ ở đây ngõ bộ không yên rồi. Và khi về trình lên Đức Phật, Đức Phật ngài quán thấy nhân duyên của những vị này đối với những phi nhân ở đó, có được một cái vấn đề hữu duyên với nhau, cho nên Đức Phật bảo hãy về trú xứ cũ mà tu tập. Bởi vì khi các ngươi đi đến đó không có khí giới hộ thân, vậy thì bây giờ Như Lai sẽ trao cho khí giới để hộ thân, đó chính là bài Karani mà quý vị mới học đoạn đầu ha. Đức Phật dạy bài Karani, tức bài niệm tâm từ, một bài kinh hộ trì. Và 500 vị tỳ kheo này đã học thuộc lòng tức là kinh từ bi này, để rồi khi đến khu rừng đọc lên cái bài kinh từ bi này, và tất cả phi nhân, các vị chư thiên ở tại đó hoan hỷ và hộ trì 500 vị tỳ kheo này một cái cách mà coi như là rất là đầy đủ, và vị tỳ này nhờ các vị Karani và được chứng hộ trì, các vị đó đã chứng đắc Phật. Bây giờ nó gỡ xương gãy thành một đống, và chính Đức Phật ngài để xuống tắm rửa cho vị tỳ kheo này, và vị tỳ kheo này trong sự đau khổ đó đã thấy được thực tánh của pháp và đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Rồi câu Phật ngôn 42 nói lên một người chủ trại chăn bò tên là Nanh Đá. Ông chủ trại chăn bò này thấy Đức Phật hoan hỷ làm phước cúng dường suốt 7 ngày, và đến ngày thứ 7 sau khi Đức Phật thọ thực phúc chúc và ông ta đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật,
À, con nghĩ quá, ôm mình bác tiễn đưa Đức Phật đi một đoạn đường xa, và khi về thì ông đã bị một người thợ săn bắn chết. Rồi câu Phật ngôn cuối cùng là câu Phật ngôn 43. Câu Phật ngôn này nói lên cái tâm tà vậy của một chàng công tử tên là Surya. Công tử Surya có gia đình, có vợ và hai người con trai. Một hôm cùng với bạn đi tắm xong, trên đường đi thì gặp ngài Maha Kakkayana, ngài tướng hảo quang minh. Thì anh chàng công tử Surya này mới khởi lên cái tâm niệm tà vậy, nghĩ rằng ô đẹp trai như vậy mà làm vợ của ta thì tuyệt vời. Thì khi mà nghĩ bậy như vậy thì tự nhiên con người biến tướng, tức là từ một người nam trở thành một người nữ, mất cỡ vì cái tâm nghĩ bậy của mình, và nhìn cái hình tướng của mình không giống ai. Surya tiểu thư này chứ không còn là công tử nữa, mới tụt xuống xe rồi đi đến cái thành Takasila. Và khi đến đó thì lại được gả cho một anh chàng thanh niên khác. Và sống với người thanh niên đó thì tiểu thư Surya này cũng có được hai người con trai. Như vậy thì khi mà cái thân nam thì có hai người con trai, thân nữ cũng có hai người con trai. Một hôm gặp lại người bạn cũ và thổ lộ tất cả những cái sự coi như là cực khổ của đời mình, thì người bạn mới khuyên: tại ngươi nghĩ bậy đối với ngài Maha Kakkayana, vậy thì ngươi hãy sám hối với ngài đi. Tiểu thư Surya mới làm phước cúng dường và sám hối với ngài Maha Kakkayana. Và khi sám hối xong thì nữ tướng trở thành nam tướng. Rồi nghĩ rằng cuộc đời một cái sự thay đổi, một cái sự biến thiên, một cái vấn đề mà chính bản thân mình đã trải nghiệm chán chê quá, kiếp sống nam, kiếp sống nữ, thôi bây giờ xin xuất gia với ngài Maha Kakkayana, ngài cho tu. Khi xuất gia như vậy thì một số các vị tỳ khưu khác biết được cái thân phận của tỳ khưu Surya mới hỏi rằng: khi mà thân nam có hai đứa con, thân nữ có hai đứa con, vậy thì thương con nào nhiều hơn? Thì tỳ khưu Surya mới nói rằng thương những đứa con mà mình đẻ ra thương nhiều hơn. Rồi người khác cũng thắc mắc cái hỏi, rồi thiện nam tín nữ cũng tới hỏi, hỏi rất chán qua thôi, mệt mỏi, kiếm một chỗ thành vắng tu tập để tránh đi cái vấn đề thị phi, nên là chuyện con cái. Nhờ cái nơi thanh vắng mà vị này chú tâm để chứng đắc thánh quả. Rồi những vị tỳ khưu, những vị sa di cũng thắc mắc hỏi thương con nào nhiều hơn, thì ngài Surya mới trả lời: không thương đứa nào hết, con ruột con đẻ ra cũng là con, đứa nào cũng giống như đứa nấy. Bây giờ không có thương đứa nào hết đó. Thì khi nghe như vậy thì các vị tỳ khưu mới nói là cái anh chàng này khoe pháp bậc cao nhân, đem lên trình Đức Phật. Và Đức Phật nói: thật vậy, con của Như Lai không thương đứa nào hết. Tức là bây giờ cái tâm của một vị A-la-hán là bình đẳng, không có thương. Rồi 11 câu Phật ngôn. Mỗi một câu Phật ngôn có một cái vấn đề khác nhau, cũng đều nói lên cái tâm. Vậy thì cái tâm của quý vị như thế nào? Alo, bây giờ mời Huynh Chánh Ngộ thử lại âm thanh đi. Rồi Huynh Chánh Ngộ thấy rằng 11 câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn nào tâm đắc?
À, mời huynh giác ngộ coi là âm thanh có ổn định chưa. Tức là chỉ cần một trong 11 câu Phật ngôn này, huynh nói lên cái vấn đề mà tâm đắc câu Phật ngôn này, tại sao, lý do. Rồi, xin mời huynh giác ngộ ha. Alo, huynh giác ngộ có nghe không? Rồi, xin mời nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính lễ Chư Tăng, dạ, quý cô tu nữ, dạ, con xin chào quý vị đạo hữu. Dạ, thì dạ, câu Phật ngôn nào cũng dạ, cũng tâm đắc hết sư. Tại vì dạ, mình không có dính cái này, cũng dính cái kia. Đủ tất cả những cái lời khuyên của Đức Phật hết, lời khuyên nào cũng mình thì chưa có đạt được gì hết nên nó cũng có vấn đề hết. Thì nghe nhiều thì tới cái câu cuối cùng thì nhớ rõ hơn, thì tâm đắc hơn thôi. Cái vị bất kính với một vị A-la-hán thế bị đổi giới. Thì cái này con nghe nhiều, con cũng nhớ. Thì bản thân thì cũng không có bị chuyện này, nhưng mà nghe cũng thấy, tự nhiên cũng thấy ớn ớn. Vì một cái lỗi nhỏ mà nó trổ quả luôn ngay cái hiện tại, là bị đổi giới. Nếu mà nhìn xung quanh thì thấy cái thế giới hiện tại hiện giờ nó cũng kiểu vậy, con người nó đổi giới ngay lập tức luôn, rõ y chang như là hơn 2.500 năm trước rồi. Hồi đó làm sao thì hồi bây giờ nó vậy đó. Thì không có cái công nghệ sửa gì đó, giờ chỉnh sửa hoặc là không chỉnh sửa thì cũng vẫn bị biến đổi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nhất là do cái tâm này, do cái tâm mình nó sẽ nó tạo nhân, rồi nó trổ bằng cách nào, cách này hay cách khác thì nó trổ quả sau đó. Nhưng mà cái câu chuyện tích xưa trong lời Phật dạy nó nêu vậy rồi. Thì xưa sao giờ nó cũng vậy thôi. Thì mình đọc xong rồi, nghe kể xong thì chú tâm cái tâm mình, ráng đừng có bất kính, chứ không nó thấy nó trổ quả liền là sợ. Cái gì nó cũng trổ quả đó, nhưng mà cái câu chuyện mà trổ quả liền ngay tức thì mình nghe mình sợ hơn. Thì suy nghĩ của con về cái câu Phật ngôn và cái tâm là như vậy, nên con xin xuống mít. Sa thủ huynh chánh ngộ ngắn gọn ha, xúc đất ha, không có rườm rà ha, đúng là nam nhi chi chí ha, có sao nói vậy ha. Rất là hoan hỷ. Rồi huynh chánh ngộ đã có ý kiến như vậy thì huynh Giang Nhật Hà nghĩ sao? Alo, Giang Nhật Hà chạy đâu mất tiêu ta? Bỏ cửa chạy lấy người hả? Quên gia Nhật hả? Rồi, đưa tay chứ. Trời ơi, còn nó vẻ ngạc nhiên cái gì nữa không biết nữa. Trong 11 câu đó,
Để bây giờ chọn một câu nào đó để coi như mình Nam Nhi mình phải tiên hạ thủ quy cường chứ. Huynh Giang ngộ xong rồi, bây giờ tới Huynh Giang Nhật Hạ. Chứ còn để mấy cô mà lên nữa là rồi Huynh ra rìa luôn á nghe. Rồi mở Huynh Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, còn nãy giờ con ngồi con nghe con cũng tính tặng bông cho Huynh Chánh Ngộ mà con cũng ngồi im luôn, con không dám nhúc nhích mà con cũng bị sư dích là con lên rồi con. Thì thường là mấy bữa là con thấy cô Metta với cô Kim với lại mấy vị trưởng lão lên trước, thì bữa nay không biết làm sao sư đổi ngược, cái thấy bây giờ tâm con nó cũng như tờ giấy trắng mất tiêu hết. Nó chạy đâu mất rồi. Dạ. Thì trong cái phẩm tâm này 10 cái câu mà sư vừa mới ôn lại thì nó cũng xoay quanh liên quan đến cái chữ tâm và những cái phản ứng của tâm khi mà gặp những cái điều kiện tác động ở bên ngoài á. Thì con thích nhất cái câu số 34. Trong những cái câu này câu nào cũng hay, nhưng mà sư nói chọn ra một câu thì con thích cái câu số 34 là cái câu wa richo wa thale khito okamo kata upato parifan tati dang chittang ma ra thay dang bahatare ta quê. Là được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra là như cá quăng lên bờ, vắt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Thì cái phẩm này thì con học được cái chữ Bali là chữ Chitta là chữ tâm á, thì chắc là sẽ nhớ hoài không quên. Học rất là nhiều chữ nhưng mà cái chữ một số những cái chữ Bali mà để mình khi khắc ghi được vô là cái chữ Chitta, chữ tâm thì là sẽ nhớ. Rồi cái chữ Mara, Ma Vương cũng rất là nổi bật trong cái câu Phật ngôn này. Thì cái câu Phật ngôn này con thấy là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Theo cái sự suy nghĩ của con thì thấy là mô phỏng là một cái sự quyết định, cái sự lựa chọn của cái tâm của mình đó. Để mà mình thoát khỏi cái vòng xoáy ái dục, được ví như là cái sự mạnh mẽ dãy dụa của một con cá mà bị quăng lên bờ vậy đó. Thì thật ra thì khi mà mình mà ví dụ mình mà đi ra chợ mình thấy những con cá nó dãy dụa bờ hay là, thì cái tâm mình nó cũng thấy thương vậy thôi, nhưng mà nó không có nhói đau bằng thử mà mình mà bị ai đó mà nhận đầu xuống nước đó, ngập thở hay là cố gắng ngoi lên để đớp hơi và sống thì nó khác liền à. Hay là một cái người bệnh nhân COVID mà đang cố gắng lấy từng hơi thở để mà nuôi sống cho cái cơ thể của mình sống còn á, thì cái sự mãnh liệt của tâm để mà tách rời ái dục thì nó cũng phải mạnh mẽ như vậy. Thì muốn mà được như vậy thì mình phải cố gắng đi ngược dòng, có cái sự suy nghĩ và để tách rời cái sự a dua hay là chạy theo dư luận như một cái phản xạ bầy đàn á. Thì ở đây theo cái sự suy nghĩ của con á, thì Mara, Ma Vương được được ví mà theo tục đế như là một cái thế lực ngầm, một cái sự thỏa thích, một cái lực hút của trái đất mà có sức ảnh hưởng đến tất cả mọi người chúng ta từ khi mà mình lọt lòng mẹ cho tới cái thời điểm hiện tại, và cũng sẽ tiếp tục chi phối vào cái đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên nếu mà mình mà muốn tu học và tiến đến cái mục tiêu hướng thượng chân thiện mỹ á, thì phải luôn cố gắng lập niệm cho vững vàng, tác ý khôn khéo,
và cầu và cần có thêm cái sự hỗ trợ của cái năng lượng thiền định mạnh mẽ để giúp thoát khỏi cái lực hút hoặc cái sự trói buộc của phiền não ma vương này. Và đó cũng là cái con đường trung đạo duy nhất mà Đức Thế Tôn cũng đã đi qua và cái bốn việc đó tập hành thiền để có thêm những cái năng lượng cực cho bản thân và may ra có thể lan tỏa những cái năng lượng tốt này đến với gia đình và bạn đạo. Dạ, thì con cũng có một vài lời như vậy thôi. Sau cùng con xin tri ân sư đã giảng dạy và trình bày những cái duyên sự của cái phẩm tâm này cho tụi con được học và ghi nhớ. Nếu mà con có nói gì sai thì con mong sư và đạo tràng có thể chỉnh sửa để cải chánh chi kiến cho con. Dạ, con xin xuống mic và con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Alo, 123-123, xuất kim giờ chút. Kính lễ được Đức Pháp Tràng. Sao huynh Chánh Hộ với huynh Giang Nhật Hà này, hai cái người này sao khoái câu Phật ngôn 43 không biết nữa, hay là muốn chuyển đổi giới tính hay sao ta? Thân nam nhi là chi chí, là làm một cái thân người nam là một cái hữu phúc, vậy mà muốn chuyển đổi giới tính hay sao mà coi như là khoái có Phật ngôn này, hay là nghe người ta nói rằng là coi như là mỹ nhân hay là giai nhân là khuynh quốc khuynh thành, tức là đổ nước nguyên thùng rồi khoái hả? Hoặc là nếu có lớn tuổi nữa cũng làm những cái người gọi là mẹ Việt Nam anh hùng hả? Không có thấy ông cha anh hùng hết mà mẹ Việt Nam anh hùng hả? Vậy này muốn cái câu Phật ngôn 43 này hả? Muốn chuyển đổi giới tính hả? Ngộ thiệt đó. Nhưng mà thế này ha, cái này là một cái sự thay đổi. Tâm của chúng ta tốt hay xấu nó thể hiện ra cái hình tướng, thể hiện ra hình tướng. Thì huynh Chánh Ngộ, huynh Giang Nhật Hà cũng nói lên cái tâm viên ý mã, cũng nói lên cái vấn đề chánh và tà, tốt và xấu, để rồi cái giới tính của chúng ta bị thay đổi. Rất là tuyệt vời. Quý vị đã đi vào nội dung. Nhưng mà theo ý kiến của Sĩ Nhật Quỳnh á, bây giờ quý vị thích câu Phật ngôn nào thì quý vị hãy đọc lên câu Phật ngôn đó cho đọc dụng kinh, đọc dụng kệ, rồi quý vị phân tích. Như vậy chúng ta mới đi vào trọng tâm nhé. Bây giờ nói không không như vậy cũng chưa có đi vào trọng tâm ha. Theo như Sĩ Nhật Quỳnh á, là sẽ đọc lên cái câu đó ha, đọc lên câu Phật ngôn đó Bali ha, rồi cái kệ luôn câu Phật ngôn đó, rồi khi đó chúng ta nói lên cái điểm tâm đắc của mình đối với câu Phật ngôn đó. Ai với cô Kim là cô sẽ làm được cái vấn đề này. Rồi mời Sĩ Kim ha. Rồi con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay con vô con thấy nhiều người chào hỏi con quá à. Con mắc đi công chuyện có một chút thôi mà. Phải đi công chuyện chứ phải ở nhà hoài sao?
Nhưng mà nếu mà có chuyện gì thì đi gặp bác Sáu thì cũng phải đi gặp bác Sáu thôi, không gặp trước cũng gặp sau, đâu ai tránh khỏi bác Sáu đâu. Chứ khách xin cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu đã nghe rõ. Trước hết con xin cảm ơn sư Chí Đức đã tóm tắt 13 câu của phẩm tâm Chitta Vaccā này, và cảm ơn hai người nam nhân ở trong cái đạo tràng này như biết, nhưng cũng có thể có nhiều người khác nữa nhưng mà họ không chịu lên tiếng, đâu có biết được, là Huynh Chánh Ngộ và Huynh Giang Nhật Hà. Cứ ngỡ là Giang Nhật Hà. Có người ca sĩ tên Giang Nhật Hà phải không ta? Không biết quên nữa. Nhưng cái tên của Giang Nhật Hà nó nghe cái lương quá à, nó thiệt vậy đó nha. Xin lỗi nha. Tại tên nó người Việt Nam ít khi nào đặt lắm, chỉ có biệt danh thôi. Cảm ơn hai huynh đã cho ý kiến. Cả hai huynh bị sư chê quá à, không mạnh dạn vậy trơn, giống như nữ tội nghiệp quá à. Cái đó sư nó chơi đó sư. sư hai quẹo lắm, từ bên này sư quẹo bên kia, quẹo tới rồi lui lui. Tôi nói máy của sư hú mà sư nói là tôi khóc hu hu nữa, bó toàn thân sư luôn đó. Trời ơi trời, sư muốn nói sao cũng được trơn à, không ai cãi lời sư đâu. Tôi là sợ luôn rồi đó, bó toàn thân rồi chứ không phải bó tay đâu. Bó tay thì còn nhúc nhích đầu tay chân cẳng nha, còn bó toàn thân như cái đòn bánh tét, bó chặt như vậy đó, khỏi nhúc nhích gì luôn. Rồi nhưng mà bây giờ lúc hai người kia nói, sư không chịu nói. Tới con, sư thấy con giơ tay giơ chân lên, cái sư nói phải đọc kinh rồi đọc kệ rồi nghe rồi kệ, rồi tùm lum tùm la rồi mới nói nha. Sao cũng được, chỉ nhỏ. Con sẽ trong tất cả 11 cái câu kinh pháp cú mà do Đức Phật giảng của phẩm tâm này đó, thì con câu nào cũng có điều một ý nghĩa của nó, tùy theo Đức Phật giảng, tùy theo cái tích sự của cái người mà có đủ nhân duyên mà Đức Phật gặp, thì con thấy câu nào cũng hay hơn hết, câu nào cũng thích hết. Mỗi một câu đều dạy cho con một cái sự tích, một cái sự việc về cái tâm. Nhưng mà con rất thích cái câu 43 của cái vị A-la-hán Sô-ri-giá này. Thì trước hết con sẽ đọc kinh, đọc kệ gì đó theo như lời sư yêu cầu. Hên quá, hồi nãy con nhẩm con đọc mấy lần, còn thôi chết ngắt rồi, không biết đọc làm sao cho đúng nữa. Bây giờ con đọc cái câu pháp cú số 43 này, cái câu mà con thích nhất. Đọc chứ. Na tăng ma ta phi ta ca di ra anh nhề hòa phi cha nhà ta kha sam ma pha ni hi tăng chích tăng say giá sô nàng ta tô ca rê. Na tăng ma ta phi ta ca di ra anh nhề hòa phi cha nhà ta kha sam ma pha ni hi tăng chích tăng say giá sô nàng ta tô ca rê. Khỏi phân tích sư ha, khỏi trường âm đoạn âm, sư đâu nói phân tích trường âm đoạn âm vậy sư ha. Vậy con kệ đi ha. Na tăng ma ta pi ta kha di ra anh nhê wa pi cha nhat kha sam ma phang ni hi tăng chít tăng say ya so nang ta to ka re. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Thì trong nguyên cái bộ kinh pháp cú 423 câu này thì Đức Phật, các vị A La Hán đã để phẩm xong đối, nhưng mà cái nói về tâm, tâm dẫn đầu các pháp ở mở đầu cho cái bộ thăm má pha đá này, tức là đi thăm má mà bị ba đá đó. Mình không đọc tiếng Bali được, đọc 2.5 cũng được, thay vì thăm má ba đá thì đọc là ti thăm má bị ba đá chưa dễ nhớ. Cái ý nó dẫn đầu hết các pháp từ là do cái tâm, do cái sự tác ý của mình. Thì có những câu chuyện về tâm này rất hay, như trong cái kinh pháp cú câu 43 này
Con không chuẩn bị trước nhiều đâu nha sư, con bận rộn, con về, con đi công chuyện về, con tùm lum tùm la hết, con dòm vô, con nghĩ tới đâu con nói tới đó đó, con không có giết chàng Giang Đại Hải đâu. Thì cái câu chuyện này rất là hấp dẫn, rất là thần kỳ, như là thần kỳ mê đi rùng rợn đối với con. Tại vì một người đàn ông hô biến một cái, biến thành một người đàn bà hoàn toàn, không cần giải phẫu. Thì con nghe bên Thái Lan á, những người bên đó là có cái công việc của nó mà làm nổi tiếng nhất là chuyển giới, đàn ông chuyển đàn bà chuyển đàn ông. Nhưng cái người chuyển giới này họ mất rất nhiều thời gian, họ phải qua giải phẫu, họ phải chịu đau đớn đủ thứ, và họ uống cái thuốc hormone đó để cho cái nó áp đi cái tính nam hay tính nữ của họ sẵn có trong đó. Thì con không biết như thế nào, nhưng con thấy mỗi lần mình đứt tay một cái mình đau lắm, mà giải phẫu rồi gắn cái này gắn cái kia, cắt cái này bỏ cái kia đó, thì tùm lum tùm la đó, thì thấy kinh sợ lắm. Nhưng mà thì cũng phải cái khoa học nó làm như vậy. Nhưng thường thì con nghe những người mà chuyển giới như vậy, tuổi thọ của họ không có bền. Nhưng thật ra nếu mà họ không giải phẫu thì tuổi thọ của họ cũng không có bền, tại do cái sắc nghiệp của họ, họ phạm giới tà dâm hồi nhiều kiếp trước, kiếp này bị vậy thì họ phải chịu giống như vậy. Cái tâm tính của họ cũng không có giống người bình thường. Đó. À, có khi hình là người đàn ông mà cái tính là người nữ, có khi hình là người nữ mà cái tính đàn ông, tùm lum tùm giống vậy. Nhưng mà đó là chuyện họ phải chịu khổ sở trong, phải vì cái xã hội họ thiên vị, thành ra họ phải che giấu đi. Nhưng con thấy ở bên Mỹ này nó open lắm, nó mở, nó rộng rãi lắm. Thì con thấy cũng một số người cũng có chồng có con đàng hoàng, hay là cũng có vợ đàng hoàng, nhưng mà sau đó họ lại biến tánh, họ muốn giải phẫu thành cái tính khác của họ. Thì qua cái câu 43 này thì con mới thắc mắc cái vị sư Sô-ri-giá này. Thì sư, cái ông này á, cái vị ngài này á, thì đã đầy đủ ba la mật, có thể đắc a la hán trong kiếp này đó. Thì Đức Phật nhìn ở phía trước, nhưng mà trước khi mà ngài đắc a la hán thì ngài đã có những tâm tà vại tà kiến, nhìn một người, một vị sư đại a la hán như ngài Maha Kaccha Yana mà có ý nghĩ trời ơi cái ông này cái làn da đẹp quá, phải ông làm vợ mình để làm chi, để ông thỏa mãn cái tánh của ông. Ông muốn vuốt ve một người có sắc màu vàng ngâm ngâm nước châu, ngâm ngâm nước da nước châu, nhìn lâu cũng mê chẳng hạn như vậy. Thì có một tâm tà vại bất kiến như vậy, tức là ổng nói một câu đó nhưng mà trong ý nghĩ ổng nghĩ tùm lum tùm đa, đâu có biết cái gì. Thì trong cái cuốn truyện này thì đại khái là một ý nghĩ rất là vô bẩn giống như vậy, nhưng mà ý nghĩ thôi, bùm một cái biến thành đàn bà liền. Mà biến đàn bà cũng chưa có dừng tại đó, còn đẻ hai đứa con nữa, thần kỳ thiệt cái nha. Thì con thấy chuyện là rất kinh sợ. Nhưng mà có thể trên cái thế gian này cũng có những người biến đổi giống như vậy, nhưng mà vì xã hội phong kiến họ giấu đi mình không biết. Nhưng trong câu chuyện này đã nói vậy, thì những người mà từ đàn ông biến thành đàn bà hay từ đàn bà biến thành đàn ông thì cũng có, nhưng mà có lẽ họ giấu mình không biết. Nhưng đối với vị sư Sô-ri-giá này thì là một vị A-la-hán, tại vì ngài quy y, ngài thọ giới tỳ khu, ngài không được nói dốc. Thì cái sự tích của ngài, cái sự việc của ngài xảy ra thì tất cả mọi người ai cũng biết. Như con bây giờ có một người mà biến đổi giống vậy, con cũng phải không có tiền, cũng phải cầm đồ bán đạt để tìm tiền ra để mua vé máy bay để lại gặp cái ông đó, hỏi ông hay ông, khi ông cảm giác ông thành đàn ông đàn bà như vậy làm sao, con cũng phải hỏi giống vậy. Thì trong cái chuyện này ông cũng nổi tiếng giống vậy. Thì chúng ta mới biết rằng cái ý của chúng ta nếu mà không kiểm soát được, nó nghĩ lung tung, nghĩ tầm bậy tầm bạ, tham ăn tham uống thì trúng độc, ít thì ói mửa, nhiều thì vô nhà thương bơm ruột ra. Nhưng mà những ý nghĩ mà tà bậy mà đụng tới những bậc A-la-hán, bậc A-la-hán mà như vậy, còn bậc chánh đẳng chánh giác là bị đắc lún xuống chết rồi xuống thiệt địa ngục vĩ giá luôn đó. Không biết chừng nào ngóc đầu lên vậy nữa. Thì nó rất là nguy hiểm. Thì bây giờ trong cái bài này dạy chúng ta nên, trong cái phẩm tâm này, chúng phải cái bài này, nguyên cái phẩm này dạy chúng ta phải kiểm soát cái tâm của chúng ta. Nghĩ cái gì, nghĩ vui, nghĩ dẻ, nghĩ chút đỉnh gì được, nhưng đừng có nghĩ thái quá đáng, đừng có nghĩ những cái điều mà kinh khủng quá.
thì nó quả báo nhãn tiền rồi, lúc đó là không có lấy lại được. Trong cái bài kệ này thì vị sư Suriya này thì ngài còn lucky, ngài là đàn ông hay đàn rồi biến thành đàn bà thì cũng lấy một người chồng giàu có, cũng người đồng thương yêu cũng đầy đủ, nhưng mà ngài cũng có phước là gặp lại ngài Mahakachayana để mà xin sám hối, để biến thành người nam, rồi đi tu xong rồi lại được đắc A La Hán mà tứ tệ phân tích nữa, ngầu vậy đó. Mới cái là một người mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp, đầy đủ ba la mật, mà loại ba la mật mà cao nữa, tứ tệ phân tích nữa, mà cũng có những ý nghĩ tà vại nữa, thì chúng ta mới biết rằng cái tâm nó phản bội chúng ta dễ sợ lắm. Chúng ta mà có tu tập cái gì mà cứ để nó phóng dật, nó nắm một cái, nghĩ lung tung, rồi cái tâm ngã mạn nghĩ đó, thì chúng ta phạm giới, phạm lỗi một cái phổi rất là lớn. Thành ra chúng ta nên chú ý nghĩ cái gì, nghĩ bậy nghĩ bạ, phải chậm lại cho nó cái plan B để thoát ra, chứ đừng có nghĩ quá. Thì cái câu chuyện này làm con nhớ được cái câu chuyện của ngài Ananda đó, là thị giả của Đức Phật đó. Thì nhiều kiếp trong quá khứ, ngài một vị thợ rèn, ngài một là một người nam nhân, có cái công cúng dường đốt đèn cho mấy vị sư trên núi học để thấy đèn cho sáng sủa. Thì ngài có xin một câu là xin cho con kiếp tới, con là một người nam nhân mà người nữ nào thấy con cũng thích hết. Thì quả thiệt lúc mà ngài làm một thợ kim hoàn, người nam, người nữ nào các công nương gì có chồng hay không có chồng gì gặp ngài dòm cái, ngài dòm cái là mê ngài nghi đổ. Ngài đã phá hoại những cuộc đời những người này rất nhiều. Thì khi ngài chết, ngài tọt xuống địa ngục liền, rồi lên cái làm kiếp con heo, làm 500 kiếp con heo, mà khi mà lớn lên một cái là bị chặt một cái chá, làm thái giám liền. Đó, ấy mà làm con heo, mà con heo lực là bị chém một cái thành thái giám, bị thiến liền. Rồi sau đó ngày tu hành nhiều nữa lại thành ngắn, thì nó đắc ấy. Cũng như câu chuyện con kể lúc trước mà muốn câu nào là ông sư với ông lấy đò. Thì cái vị sư này á, thì á, thấy cô lấy đò không giữ ý tứ của một vị sư, trong hai giữ theo những theo bó buộc trong 27 luật của Đức Phật cho đặt ra cho người tỳ khu, ông ta lại dòm cô gái đò đẹp này. Thì cô thì trong cái chuyện là nói thay vì người ta trả có một đồng đi qua sông, ông này bị cô này bắt trả hai đồng. Ông hỏi tại sao trả hai đồng, tại vì ông nhìn tôi. À, lần sau tức quá đi là trở về không nhìn nữa mà nhìn dưới nước. Lần này không phải lấy hai đồng mà lấy bốn đồng. Tại sao vậy? Tại vì ông nhìn thân hình tôi lả lướt ẻo lả dưới dòng nước, nó còn ghen nữa, cãi không được. Cái lần cuối cùng không thèm nhìn, không thèm dòm nước, nhắm kín con mắt lại luôn, nhắm hết mắt lên tính được trả một đồng. Cái này lấy tám đồng nha, sao kỳ vậy ta, sao lấy gì tám đồng giữ lại? Tại vì ông nhắm con mắt lại, ông nghĩ tùm lum tùm la trong cái đầu ông, ai biết ông nghĩ cái gì, là cái ý, thấy không? Đó là cái ý nghĩ trong đó. Một cái người mang dao cầm cái tay chém chặt chặt chá nè, thì nó cũng lấy thời gian để mà chặt chặt để mà giết một người làm hay làm một cái gì. Còn trong khi một ý nghĩ của mình, tao giết cái thằng này phải chia tao có bom, tao thả cái bom ở một cái đảo, thả cái bom cho nổ bành xác nó chết mẹ nó hết trơn đi. Thì cái ý nghĩ nó dễ sợ hơn như vậy, phải không? Đó, chẳng hạn như vậy. Thì nói như vậy, cái ý nó mặc dầu mình nghĩ không ai biết được, nhưng cái ý nghiệp nó cũng lớn lắm đó quý vị. Nhất là cái ý cái tâm nó rất mạnh lắm. Từ cái tâm người ta hành thiền, người ta đắc thiền đủ thứ, rồi đắc đạo, đắc quả tùm lum nữa. Thì cái tác ý khôn khéo của chúng ta rất là quan trọng. Nhưng mà cái tác ý chúng ta có tốt, có đúng cái chánh pháp không á, là một điều khác. Là chúng ta phải biết học cái chánh pháp, học cho đúng, để khi mà cái mười thập thiện của chúng ta làm nó hoàn hảo hơn. Chứ nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có làm được cho đúng theo chánh pháp đâu. Đó là trong cái câu 43 này. Thì những cái điều mà mẹ, cha, bà con hay là người thân thuộc hay những người khác, không ai làm được cho ta, chỉ có chính một mình ta làm được cho ta thôi. Tại sao? Tại nghiệp ai làm nó đi theo mình, thì mình phải hưởng cái đó. Cho dù người đó là vua, người đó là giàu có hay cái gì, cũng không có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Không có thể dùng tiền bạc hay có thể dùng một cái gì để chuyển cái nghiệp mình được hết. Nghiệp của mình tạo ra là mình phải chịu,
chứ không có thể dùng tiền bạc nó chứ. Trời ơi, tao đau khổ quá, tao có nhiều tiền quá, bây giờ tao cho ai 1 triệu đồng, 2 triệu, 1 tỷ gì đó để cho tao sống thêm 1 năm nữa, hay cho tao khỏe mạnh được 5-10 phút, đừng có đau đớn nữa. Không có thể làm được điều đó. Như là tôi thấy đó quý vị, ông Steve Jobs đó, ông là co-founder của Apple đó, ông bị ung thư gan, ông được cho cái gan khác rồi ông giải phẫu rồi ông cũng bị, ông bị chết. Mà ông nó giàu có, ông muốn gì cũng được. Nhưng bác Sáu kêu ổng đi là ổng phải đi thôi, ổng không từ chối được. Dạ con nói cũng nhiều rồi, mỗi ngọn cũng nhiều rồi sư. Con nhường máy để cho người khác nghe sư. Con kể như nó cũng đủ rồi, dài thòn vậy đó. Dạ con xin nhường máy để cho người khác. Có chuyện gì rắc rối hay cái chuyện gì lỗi phải gì đó không đúng, xin quý vị chỉ bảo. Dạ con xin xuống mít trả mít lại nhường cho người khác. Chúc các sư, các cô tư nữ và quý vị được một ngày ăn vui. Con phải đi quét nhà lau nhà nữa à. Sa thủ cuộc kiềm. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Mến chào cô Tuệ Duyên, cô Phúc Hạnh, cô Sích Kim. Cũng nói về câu Phật ngôn 43 ha. Tại sao câu Phật ngôn 43 là sao nam cũng thích mà nữ cũng thích? Kỳ quá vậy nè. Câu Phật ngôn 43 có gì đâu mà sao mà ai cũng khoái câu này ta. Quý vị nên nhớ rằng nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch, khi mà anh chảy về biển cả thì đều có một cái hương vị là mặn. Thì thuyền nam tiếng nữ, thì khưu, thì khưu ní trong tứ chúng. Thì khi tu tập mà coi như là chín mùi thì cũng chứng đắc thánh quả A La Hán hết đó. Bởi vì cái vấn đề đâu có phân biệt nam nữ. Nhưng mà tại sao ở đây câu 43 này một số Phật tử, nhất là nữ, cái phước của mình tu tập mà là nguyện trở thành người nam để làm cái gì ha? Đa số ai cũng khói thăm người nam, mà trong khi đó Quynh Gia Nhật Hà nè, Quynh Chánh Ngộ nè lại khoái cái vấn đề đổi giới tính nè, chuyển qua làm nữ. Trong khi quý vị, cái phước của quý vị có thể đi đến một cách an toàn trên cái vấn đề thánh quả, nhưng mà quý vị lại nguyện qua làm nam để làm cái gì? Trong khi đó hai địa vị, tức là Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác không thể là người nữ, Chuyển Luân Thánh Vương không thể là người nữ, Vua Trời Đế Thích không phải là người nữ, Ma Vương không thể là người nữ, vân vân. Thì như vậy chúng ta chỉ cần A-la-hán là đủ rồi, thì nam nữ cũng được, cần gì phải là nguyện qua người nam. Nếu mà quý vị cái hạnh mà toàn giác, một vị Bồ Tát toàn giác, một vị Bồ Tát độc giác, thì cái phước nó cũng đến vậy thôi, cần gì phải vậy. Mình tu tập mình nguyện phải trở thành người nam, như là Sích Kim này thì cũng muốn thành người nam, cho nên mới chọn câu Phật ngôn 43. Nhưng mà khi chọn một câu Phật ngôn nào đó thì quý vị phải đọc trước nghe, đọc về Pali, đọc dòng kinh, đọc dòng kệ, rồi đi vào chi tiết thì nó có vẻ hay hơn chút ha. Rồi bây giờ vị nào tiếp tục xin tự nguyện hay là xin mời? Quý vị muốn mời hay là muốn tự nguyện? Cái tự nguyện nó hay ha, bởi vì quý vị có chuẩn bị. Còn cái mời nhiều khi bất đắc dĩ ha. Rồi quý vị đã chuẩn bị, vị nào thấy câu nào tâm đắc trong 11 câu Phật ngôn về phẩm tâm. Alo. Nếu mà không ai đưa tay thì bắt buộc phải mời.
nói chung là Sích Kim mà ha, Huynh Gia Nhật Hà ha, là Huynh Chánh Ngộ cũng đi vào nội dung của câu Phật ngôn 43. Và quý vị cũng có đầu tư, cũng có nghiên cứu, cũng nói chuyện rất là thích hợp. Rồi bây giờ còn vị nào nữa, xin mời. 11 câu, trong 11 câu về phẩm tâm thì chúng ta đã giới thiệu rồi. Bây giờ mời vị nào đây? Alo, alo, sao người im ru vậy nè? Quý vị chỉ cần nói câu Phật ngôn đó, rồi Sít Nhật Quỳnh sẽ đưa cái bài lên à. Rồi quý vị nhìn vô đó, đọc theo giọng kinh, đọc theo giọng kể, rồi quý vị đi vào nội dung. Sa thủ Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Thai dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sân Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tâm đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, chị Metta ơi, bàn tay chị đâu rồi? Kính mời bàn tay của chị Metta. Dạ, mời Kim Nhung, mời Sích Thi Na. Nhật Quỳnh biết bị nào cũng có chuẩn bị một câu hết rồi, nhưng mà hôm nay sao mắc cỡ vậy? Dạ, mời chị nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tị Duyên. Rồi con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thì hay lên trước rồi sợ nhiều khi quý vị trong đạo tràng nói rằng con cứ dành lên hoài, cho nên hôm nay thì con không dám, con ngồi con làm thinh. Khi nào mà quý vị đã lên hết rồi á, thì lần này con bao chót. Nhưng mà nghe Ngài kêu rồi cô Nhật Quỳnh kêu tới con nữa, thôi con cũng xin lên để con có những cái chia sẻ về 11 câu pháp cú ở trong phẩm tâm này. Và thật tình mà nói thì 11 câu này, câu nào con cũng thấy đó là một cái bài học mà Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta tùy theo cái từng cái duyên sự, rồi từng vị tỳ kheo. Nhưng mà đúng ra thì câu nào con cũng tâm đắc hết, vì đây là những cái bài học lời vàng ý nghĩa cao thâm không. Nhưng mà nếu biểu chọn ra một câu á, thì con xin tâm đắc nhất là cái câu số 38. Dạ, xin cô Nhật Quỳnh đưa câu này lên để Metta đọc Bali. Dạ, con xin đọc ạ. Anavatthitacittasattammangavicchanato Parilavabhasadassabhanyanaparibhurati. Dạ, con cũng xin kể lại. Anavatthitacittasattammangavicchanato Parilavabhasadassa Panyana ba
Vi bồ ra tì. Và cái ý nghĩa của câu pháp cú 38 này thì người có tâm không ổn định, không nhận thức được chánh pháp, có niềm tin dao động thì trí tuệ được hoàn hảo. Dạ, thì con thấy đúng là như vậy. Tâm phàm phu của chúng con thì lúc nào cũng quay cuồng theo cái tám pháp thế gian. Tức là nó có cái hướng về những cái nơi nào mà có ngũ dục. Khi mà gặp những cái điều lành, điều tốt thì tâm của chúng ta cuốn hút vào đó, bám vào đó. Còn khi gặp những cái xấu, những cái điều nghịch lòng, trái ý thì tâm của chúng ta sân, ta hốt hoảng, ta hoảng sợ, ta lo âu. Và không có, tâm của chúng ta bị chao đảo, bị thay đổi, khó ngăn được, khó hộ trì được. Và vì lý do gì mà tâm của thế đó? Thì qua lời dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rút động, trí tuệ không viên thành. Chính vì không an trú, không hiểu được chân diệu pháp, cho nên cái tâm bị rung động, bị dao động, bị quay cuồng. Và từ đó thì cái trí tuệ không thể nào viên thành được. Và qua cái ý nghĩa của câu pháp cú này thì cũng như qua lời giảng dạy của sư Trí Đức hôm mà giảng câu pháp cú này, thì con rất tâm đắc là vì con đã rút ra được một cái bài học rất là quý giá. Và đó cũng là cái cây kim chỉ nam để cho con trên đường tu tập. Ngài đã nói, sở dĩ mà tâm ta không an trú được, ta mất niềm tin, tâm bị rung động, đó là vì chúng ta không hiểu được bãi chân diệu pháp, không hiểu được chánh pháp. Và bãi chân diệu pháp đó là, thứ nhất đó là cái lòng tin nhân, tin quả, tin nghiệp. Chúng ta phải có lòng tin kiên cố, vững chắc. Thứ hai là phải có lòng tàm, tức là phải biết hổ thẹn với những cái điều lỗi mà mình đã làm, những cái điều sai mà mình đã làm. Thứ ba là phải có lòng quý, phải biết sợ hãi tội lỗi. Sợ hãi tội lỗi để từ đó mà chúng ta xa rời tội lỗi, chúng ta không dám dướng mắt, thì chúng ta sẽ xa lìa được những cái điều bất thiện chúng ta không dám làm. Điều thứ tư là chúng ta phải nghe nhiều, học rộng. Chúng ta phải thường xuyên nghe pháp, phải học pháp. Rồi có được thì chúng ta phải tinh cần, tinh tấn thực hành giáo pháp. Và điều thứ sáu là phải có niệm vững chắc, an trú vào đó, an trú vào giáo pháp. Và nhờ đó mà ta, tâm của ta sẽ được có cái niệm vững mạnh, có cái nơi nương tựa. Và nhờ đó mà sẽ có trí tuệ phát sanh. Có niệm vững mạnh sẽ có định kiên cố và sẽ có trí tuệ phát sanh. Dạ, qua câu pháp cú này thì con thấy là con tâm đắc là cái chỗ đó. Dạ, con lấy cái bài học này, cái kim chỉ nam này để con tu tập. Con mong rằng con sẽ an trú vào đó, nương nhờ vào giáo pháp đó để mà con có được những cái
chánh kiến để con tu tập, và từ đó con sẽ tạo được một ít phước báo để làm hành trang để khi ra đi mà mang theo. Và con tóm tắt lại chúng ba 11 câu cũng như câu này, thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết rèn luyện tâm, phải biết thu thúc tâm, phải biết dạy tâm để chúng ta được cái lòng tin kiên cố vào giáo pháp của Đức Phật để mà nương nhờ. Và chúng ta phải biết dạy tâm để chúng ta xa lìa những cái điều bất thiện, và chúng ta sẽ đi theo con đường của Đức Phật dạy và cố gắng tạo những điều lành, những điều phước thiện. Và thì cũng như tình thế hiện tại, qua cái câu pháp cú này cũng như toàn bộ 11 câu, thì chúng con thấy là ở cái tình thế mà hiện tại bệnh COVID này, mọi người đang đau khổ, đang lo âu, đang sợ hãi, đang gặp nhiều cái tình huống thật là bi đát, như là đã mất mạng, rồi gia đình bị... con thấy là ở Sài Gòn cũng như ở quê của con thì có nhiều gia đình là rất là bi đát, như ở Gò Công của con đó, thì có gia đình đó ông bà nội của một cái người đó đã chết hết rồi, bị nhiễm COVID chết hết rồi, đến người cha cũng đang nhiễm bệnh đi cách ly, rồi bây giờ còn lại một người con ở trong gia đình thì cũng đang nhiễm bệnh và bắt buộc phải đi cách ly. Thì con thấy là quá bi đát, quá đau khổ. Rồi nhìn lại thì nhiều gia đình khác nữa, riêng ở chỗ con, huyện Gò Công của con, nó chỉ là một cái huyện nhỏ thôi, mà hơn một tháng nay đã có 24 người ra đi vì bệnh dịch. Rồi toàn bộ là cũng coi như là đóng hết luôn, coi như là phong tỏa hết luôn, chợ búa cũng không có bán nữa, rồi chỉ là đi đến siêu thị để mua. Rồi nhiều gia đình khổ sở lắm, không có đồ ăn, không có, nói chung là thiếu thốn đủ mọi bề, và coi như là toàn bộ cái thị xã Gò Công của con nó coi như là cái âm khí bao trùm. Và mới đây thì con cũng mất đi một người bạn đồng nghiệp cùng tuổi với con, đã ra đi vì COVID ngày hôm kia, tức là ngày 5 Tây tháng 8. Rồi người chồng thì cũng đã đưa đi lên tỉnh để mà trị bệnh, bởi vì bệnh quá nặng rồi thì không biết là như thế nào. Rồi trong gia đình thì có mấy đứa con nó ở riêng mà nó cũng mắc bệnh COVID luôn. Rồi con cũng mất đi người thầy kính yêu mà cũng hôm ngày 5 Tây tháng 8. Nhưng mà thầy con á, thì không phải mắc COVID. Nhưng mà con nhìn về, con thấy bạn bè của con đưa lên cái hình ảnh mà xe chở quan tài để đi thiêu, không có một người nào đưa tiễn, không có một đứa con nào đi theo, không có một ai hết. Thầy con ra đi có một mình. Và trước cái tình thế này thì con quay lại với giáo pháp của Đức Phật, là con cố gắng, con bình tĩnh, con định tâm, và con nương nhờ với nơi giáo pháp của Đức Phật. Thì con thấy rằng thì đó là cái gì cũng qua cái nghiệp, cái nghiệp của mình, và không, cũng không chạy khỏi là cái nghiệp quả. Thì thôi con định tâm lại, và con nghĩ rằng bây giờ con phải cố gắng ổn định tâm lại
để mà nương vào vào giáo pháp của Đức Phật và cố gắng đọc những bài kinh, cố gắng hành thiền và cố gắng thu thúc cái tâm của mình, cố gắng dạy cái tâm của mình lại để có thể vượt qua cái những cái mà lúc này thật là khó khăn, lúc này thật là nhìn lại toàn bộ thì con thấy là chỉ là khổ không, không chưa có một chút ánh sáng nào hết, chưa, con chưa thấy một chút ánh sáng nào. Riêng ở nước Úc của con thì cũng mỗi ngày ca nhiễm cũng lại gia tăng và tiếp tục cũng còn bị đóng, chưa có không chưa biết ngày nào mà hoạt động lại bình thường. Thì thôi, con cũng có nghĩ là bây giờ con cũng nghĩ là tùy duyên thuận pháp, và con cố gắng giữ tâm con được ổn định, con được an trú trong giáo pháp của Đức Phật. Dạ, con sau lời cuối cùng thì con kính cảm ơn ngài trí đã giảng dạy những câu pháp cú cho chúng con học tập, và nhờ đó mà chúng con có được cái tâm ổn định, có được cái tâm biết an trú vào giáo pháp của Đức Phật để tạo được những cái điều tốt đẹp, để cái tâm được an vui và có được lợi ích về sau này. Dạ, con kính cảm ơn ngài Trí Đức, con kính cảm ơn quý sư, quý thầy đã vào room Phật giáo Nam Truyền để giảng dạy. Dạ, con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Dạ, con có nói dài dòng thì xin quý vị cũng tha cho, chứ thật sự là tâm con cũng bồi hồi xúc động lắm. Dạ, trước những sự việc mà xảy ra ở quê con. Dạ, thôi con xin nhường mic cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Trước khi con ôn bài kinh Pháp Cú, con cũng xin chia sẻ với cô Meta một vài điều. Và cái tình hình dịch bệnh đó thì thật sự là bây giờ rất là căng thẳng, nhưng mà cái đó cũng một phần là do nghiệp của chúng sanh, và cũng một phần là do cái ý thức của người dân không có tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Và cũng nhân những cái lời chia sẻ của cô Meta thì con cũng xin ôn kinh Pháp Cú câu số 42 ạ. Đi sô đi sang dân tăng cái di ra quê ri qua pana quê ri năng mít cha pani hi tăng chích tăng và pi dô năng tát tô cá rê. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Dạ, con xin kể. Đi sô đi sang dân tăng cái di ra quê ri qua pa na quê ri năng mệt cha ba ni hi tăng chi tăng pa pi yo năng tát tô ca rê. Dạ, cái câu này còn thực sự là trong 11
câu kinh Pháp Cú của phẩm tâm thì câu nào, còn tất cả những cái câu Phật ngôn của Phật Đức Phật đều là rất có ý nghĩa. Nhưng mà con, sau khi con nghe cô Metta chia sẻ thì con cũng nhớ đến câu này, và con cũng xin nói là những cái hiểu biết của con về cái câu này. Cái câu này là Đức Phật thuyết cho ông Nanda, một chú chà bò. Sau khi ông Nanda này thỉnh Đức Phật và chư tăng đến nhà cúng dường 7 ngày, và Đức Phật thuyết một thời pháp, thì ông Nanda đắc quả Tu Đà Hoàn. Và sau đó thì rước bát của Đức Phật và tiễn Đức Phật về một đoạn đường. Nhưng mà khi trở về thì ông ta bị trúng một cái mũi tên và chết. Thì những cái vị tỳ khu mà tháp tùng cùng Đức Phật thì mới nói lên một cái câu là nếu mà ông Nanda này mà không có ôm rước cái bình bát của Đức Phật mà đi theo Đức Phật á, thì có lẽ là ông Nanda sẽ không có bị chết, không có bị trúng cái mũi tên đó. Đức Bổn Sư sau khi mà nghe chư tỳ khu nói như vậy thì cũng thuyết ra, thuyết giải rằng nếu mà Như Lai không có đến nhà ông Nanda thì ông ta cũng sẽ bị chết trong ngày hôm nay. Trong bốn phương tám hướng, cho dù ông ta có đi hướng nào thì cũng không thoát khỏi tử thần. Có những cái điều mà kẻ thù, kẻ cướp hoặc là quan gia không có thể hại được, không có thể hại mình được, nhưng mà cái tâm hướng tà, cái tâm lệch lạc, nó sẽ dẫn dắt mình đi đến bốn cái đọa xứ. Thì cũng như vậy, thì nếu mà không có cái dịch bệnh Covid này thì thật sự ra mà nói thì cũng sẽ còn nhiều cái bệnh khác. Cái dịch Covid này nó chỉ đáng sợ ở một cái chỗ là nó lây lan quá nhanh thôi. Nhưng mà nếu mà người dân mình có ý thức thì con nghĩ là không có đến nỗi mà không có ngăn chặn được. Mình đã biết rõ cái con đường lây nhiễm của nó rồi, nhưng mà do những một số người dân không có ý thức, họ biết họ tiếp xúc trực tiếp với những cái ca F0, nhưng mà họ, một là họ giấu, họ giấu, họ không có đi khai báo, họ sợ bị cách ly. Nhưng mà cái đó là cái sự tà kiến, ích kỷ của bản thân. Vì mình nghĩ cho bản thân mình không, mình sợ đi cách ly, nhưng mà mình không nghĩ, nhất là những người thân, những người đầu tiên bị ảnh hưởng là người thân trong gia đình, thứ hai là những thân quyến, những bạn bè lối xóm, những người chịu trực tiếp chịu cái sự ảnh hưởng vì cái sự ích kỷ của mình. Đó là một sự tà kiến, cái sự suy nghĩ lệch lạc, lo cho bản thân mình không, chỉ sợ đi cách ly thôi. Nhưng mà mình đã biết mình có cái nguy cơ lây nhiễm thì mình nên tự đi đến để mà khai báo y tế và chịu sự cách ly. Không thì ít ra mình phải tự cách ly mình khỏi xã hội để tránh cái sự mình lây cho người khác. Nhưng cái việc đeo khẩu trang nó không có giúp mình ngăn chặn là mình bị nhiễm. Nhưng cái việc đeo khẩu trang là nó giúp tích cực nhất là cái mặt là mình lây cho người khác. Cái đeo khẩu trang là mình cái ngăn chặn cái việc mình lây cho người khác nếu mình có lỡ bị nhiễm. Dạ, thì
Con cũng xin có một cái vài điều chia sẻ. Và thì nếu mà thật sự thì cái bệnh COVID này á, nó cũng là một cái bệnh cúm thôi, nhưng mà tốc độ lây lan nó quá nhanh, quá cao. Một phần là ý thức của người dân không có ý thức, một bộ phận người dân không có ý thức. Nếu mình không có cái bệnh này thì mình cũng sẽ có cái bệnh khác thôi. Ai rồi cũng phải già, phải bệnh và phải chết. Đó là luân hồi. Và cái câu pháp cú số 42 này nó cũng có ý nghĩa gần tương tự thôi à. Nhưng mà sẵn đang ôm cái phẩm tâm và con cũng xin ôm lại câu kinh pháp cú số 42 để có một chút chia sẻ về với lại cô Metta và với những người Phật tử mà đang có người thân hay là đang có bạn bè đang ở trong vùng dịch, có thể bớt được một chút nào đó cái sự lo lắng. Dạ, con xin hết ạ, con xin xuống mít ạ, con xin nhường lại cho người tiếp theo ạ. Alo, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Cang, Đại Đức Tự, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Nãy giờ thì tự nhiên cũng ngồi vào trước máy và nghe Đại Đức Tự Đức chia sẻ về phẩm tâm. Thì phẩm tâm này cũng có rất nhiều câu, nhưng mà qua phẩm tâm này thì tự nhiên nhớ lại câu pháp cú số 33. Anh nhập bình bót giùm tự nhiên câu pháp cú số 33. Nhập bình có nghe anh có gì nói không? Alo. Dạ, rồi, cảm ơn Nhật Quỳnh rất nhiều. Tôi xin đọc. Phan đa năng chấp ăn chít tăng đô rắc khăn đùn đi hòa rắc giăng úc chôn cắt rô tị mê thà vi gà rô quạ chê ta năng cha năng. Phan na đăng cha pa lăng chít tăng đu rê đu rắc khăn đun ni hoa ra dần u chun ca ro tìm nhà quy u su ca rô qua tê cha năng phan đắc năng chấp bát lăng tăng đồ rắc khăn đồn đi qua ra dần u chôn ca rô tí mê tha quy u su ca rô qua tê cha năng tâm hoảng hốt dao động khó hộ trì nhiếp phục người trí làm tâm thẳng thở làm tên. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì qua phẩm tâm nó có rất nhiều câu, câu nào cũng là lời dạy của Đức Phật mà rất là quan hỷ. Nhưng mà riêng câu này nói về một vị vị này hình như là không nghe lời Đức Phật, cho nên là Đức Phật mới dạy câu pháp cú này nói lên.
Đức Phật Ngài mới dạy một vị tỳ kheo đó. Và tiên của pháp cú này, vì cái vị tỳ kheo này không nghe lời của Đức Phật dạy, cho nên mới Đức Phật mới dạy câu này. Nhưng mà tự nhiên bây giờ quên cái duyên sự của cái tên của cái vị tỳ kheo đó rồi. Thật sự là xin sám hối với đạo tràng. Chỉ nhớ cái phẩm tâm nó rất nhiều câu, chẳng hạn như là cái câu Phật cú số 42 của sư Tiểu Đức mới vừa nói lên về những lời chia sẻ đó, rất là hay tâm đắc. Bởi vì cái câu qua cái câu số 33 này, tại sao tâm quẩn hốt dao động, khó hộ trì nhiếp phục, khó hộ trì khó nhiếp phục. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên, có nghĩa là khi mà tâm mình quảng hốt dao động, thì chẳng hạn như là chị mãi có về COVID, dịch COVID này nó làm cho rất là nhiều người bị dao động tâm linh. Có nghĩa là mình khi mà cái người mà có tu tập á thì đỡ một chút. Dạ. Có nghĩa là khi mà tâm mà quảng hốt dao động rồi, người không có bệnh trở nên bệnh. Bởi vậy cho nên là khi mà tâm mình như thợ tên làm tên á, thì cái mũi tên á mà nó có cong quẹo, mình phải uốn lại, cũng giống như cái tâm mình uốn lại cho nó cứng cáp, và để mình thấy rõ COVID nó là không phải riêng cho ai, và tất cả mọi người, chứ không riêng cho ai hết. Nhưng mà cái đó là nói chung, còn nói riêng thì cái phước của mọi người, tại sao cũng giống như một cái ở trong một cái gia đình mà 6 người mà hết 10 bị mà còn lại một người không bị, đó là cái phước riêng của mình. Dạ, câu pháp cú số 33-34 đề cập đến đại đức mê cái giá. Dạ, cảm ơn sư rất nhiều. Dạ, nó phải nói là Đức Phật dạy rất là hay. Bởi vậy cho nên á, là khi mà mình thấy được, mình thấy rõ là nó phải vô thường, nó phải đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Trẻ thì virus nó cũng không tha, già nó cũng không tha, nó đến bất cứ lúc nào và nó đến bất cứ nơi đâu, dù đất nước nào. Cả thế giới này bây giờ là ảnh hưởng về COVID, nhưng mà cái Việt Nam mình hồi trước kia là đâu có, lúc mà các nước Mỹ đồ đã trải qua rất nhiều, nhưng mà lúc đó là Việt Nam mình chưa có. Mà đến khi Việt Nam mình bây giờ nó bùng phát lên một hết biết luôn. Cho nên là nói riêng về Vĩnh Long này, thật ra người ta cũng sợ lắm, người ta không có đi đường, không dám ra đường, và người ta cứ hoang mang đó. Mà nếu mà không có vững á, thì không thể dám ra ngoài đường. Nhưng mà thật sự ra trong chùa thì tự nhiên cũng lúc trưa thì cơm nước xong á, cái này là con bạch đại đức đừng có mét sư phụ của con nha. Trưa trưa là con rình rình là con lén ra ở ngoài siêu thị đó, tại vì ai cũng nói này kia nọ hết, siêu thị đóng cửa này kia, nhưng mà thật ra không có. Tự nhiên đi vào thẳng luôn, không có cần phải giấy phép cái gì đó, đi vô là siêu thị rất là an toàn. Tại vì trước khi mình bước vô đó thì
người ta phải xịt COVID cho mình hết. Cho nên tự nhiên nói ra quả lệ một chút, rồi bây giờ sẽ quay trở lại. Sao? Cho nên Đức Phật mới dạy cái câu này giữa Đức Phật đấu với mà Vương cũng dữ dội lắm. Mà Vương mới nói với Đức Phật rằng: Bạch Ngài, Ngài có rất nhiều tài sản lắm, mà lúc này thì hình như là Ma Vương đấu với Đức Phật rằng: Ngài trở về nhà sống đi, và sống mà dưới, lúc này là Đức Phật đang hành pháp ở dưới gốc cây Bồ Đề, gốc cây khổ lắm, Ngài đi về đi, chứ sống dưới gốc cây làm cái gì, rất là khổ. Thì Ngài mới tiếp tục nói: Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, tâm thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu đó. Cho nên á, thì Đức Phật mới nói với cái vị đó, với vị Ma Vương như vậy á, nói là rằng á, cái tài sản của mình á, mình không thể đem theo được. Cho nên là khi mà người mà bị tâm hoảng hốt dao động như vậy á, thì phải cố gắng chỉnh sửa. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Ý nghĩa cái câu Phật ngôn này nói lên là như vậy đó. Thì thật ra con cũng nó lu bu công việc ở trong chùa mà, thì nó không có, con không nhớ rằng bữa nào là ôn lại câu Phật ngôn nữa. Cho nên là con nghe Đại Đức lên thì con theo Đại Đức để mà nhớ ra thôi, chứ thật sự là con không có nhớ luôn. COVID nó làm bị cũng rung rinh, nhưng mà rung rinh vậy chứ cũng rình rình ra để mình mà nếu mà lỡ mà có bị á, thì chắc chắn ở trong chùa Viên Giác không ai tránh khỏi. Dạ con kính tri ân Đại Đức, và bây giờ con xin xuống mic và kính mời Đạo Tràng. Không biết là nãy giờ Đại Đức có Tràng có nghĩ ra cái phẩm tâm này như thế nào hay không, và Đại Đức có chia sẻ chưa? Dạ con kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức có chia sẻ chưa? Dạ mà Đại Đức chưa có chia sẻ thì kính thỉnh Đại Đức chia sẻ, và còn không có nữa thì chắc là tự nhiên dục mít Nhật Quỳnh đỡ nhưng thôi rớt á. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhưng mà Nhật Quỳnh, cô tu nữ Kinh Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn thiện vụ. Rồi, Ngài rất mất rồi. Dạ, cô Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Cô tự nhiên nghe được âm thanh Nhật Quỳnh hả? Hồi nãy Nhật Quỳnh nghe hình như không lầm là trưa cô tự nhiên lén đi ra ngoài hả cô tự nhiên? Phải không? Alo, alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Trời ơi, cái này là cô không thương cô mà cô cũng không thương chư Tăng nữa nha cô. Cô làm chuyện này rất là liều luôn đó. Nếu mà cô đi ra ngoài rồi cô về chùa, quý sư thì ở trong chùa không, mà cô ra ngoài mà cô về chùa rồi lỡ
lỡ như cô ra ngoài, cô đâu có biết ai là cái người có bệnh hay không có bệnh. Rồi cô đi ngang cái người đó một cái thì, hoặc là cái người đó, cái người bệnh đó, người ta vừa đi ngang qua đi thì người ta đi mất rồi, cô trở lại đó rồi cô bị dướng bệnh, cô không biết, rồi cô về cô lây cho cả chùa, thì cái này là cô hại cô mà cô hại chư tăng. Đã, theo Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay cô rồi. Theo Nhật Quỳnh, cái nghiệp mình rất là nặng đó cô. Mình có bệnh đã đành rồi, chư tăng, ví dụ như sư phụ đi, là tuổi già sức yếu rồi, ngày làm việc quá nhiều. Ngày hôm qua đó, Nhật Quỳnh nghe mà, dạ con xin phép Ngài Trí Đức, dạ mãi Ngài Trí Đức có vấn đề rồi. Dạ, ngày hôm qua Nhật Quỳnh nghe Ngài nói chuyện trong lớp học Bố Thác Thăm Má đó. Ngài nói giờ Ngài giảng bài, Ngài rất là bị phân tâm, là Ngài bị nhức đầu nè, rồi Ngài bị sốt, hơi sốt nè. Rồi Ngài giảng bài nửa chừng, Ngài kêu sư đệ đỡ mít cho sư huynh đi. Trời ơi, Nhật Quỳnh nghe đau lòng quá. Ngài vừa xuống mít thì Nhật Quỳnh bóc điện thoại liền, dạ, gọi về cho Ngài liền, trấn an Ngài liền. Ngài giờ Ngài phải uống thuốc này, thuốc này. Rồi Ngài nằm nghỉ ngơi đi. Rồi Ngài kêu vị nào nấu nước xong cho Ngài, nếu không là Ngài xin kêu sư thầy Đức xuống coi cho Ngài. Cái Ngài nói, ồ cô Nhật Quỳnh nói sư không sao mà sao sư lo dữ vậy. Thì nói vậy, nó không, tại vì con muốn chắc ăn thôi, nhưng mà con nghĩ là sư không có đi ra ngoài thì không sao đâu, chẳng qua thời tiết thôi, sư bị cảm thôi. Bây giờ nghe cô Tệ Duyên nói, Nhật Quỳnh trung luôn đó nha. Người cô Tệ Duyên, cô Tệ Duyên làm ơn đừng đi ra ngoài nữa, tiết chế mình lại đi, cô Tệ Duyên, tại vì mình nên thương mình và thương chư tăng. Đây là một cái điều Nhật Quỳnh năn nỉ luôn đó cô Tệ Duyên. Dạ, xin trời mời bàn tay cô nha. Trời, Nhật Quỳnh hôm qua nghe sư mà Nhật Quỳnh phải nhắn với sư Tệ Đức và nói sư Tệ Đức là sáng sớm sư xuống tụng kinh, sư vậy nhìn vô phòng Ngài coi như thế nào cho giờ bà thân hay. Thì sư Tệ Đức nhắn cho Nhật Quỳnh là sư phụ bớt là bà thân. Nhật Quỳnh nghe nhẹ nhõm lên. Rồi mời cô nha. Cô ơi, cô đừng làm ơn, cô đừng ra ngoài nha cô nha. Mời cô nha. Dạ, sơ thú sư Nhật Quỳnh đã nhắc nhở. Nhưng mà thật ra đó, Tự Duyên không làm là Tự Duyên ở năm nay nữa, dưới đây là được 7 năm rồi. Chắc có lẽ là Tự Duyên cũng hiểu được cái phần nào. Thật ra đó, tại vì nếu mà cái chùa Biên Giác này đã bị là cẩn thận nhất luôn. Tại sao? Tại vì có một người ở trong đây, khi mà cái dịch đầu tiên, cái quán phở 91 đó là Nhật Quỳnh biết không, tại Vĩnh Long đó, là cái Phật tử đó đi đến cái tiệm phở đó luôn, cổ rung, cổ nói là nếu mà con bị rồi có sao không, nó cứ yên tâm, bị là bây giờ bị là phải chịu hết rồi. Cái cô đó nếu mà bị là lần đó là bị hết rồi, chứ không phải là chờ Tự Duyên đâu. Nhưng mà tại vì á, ở trong thì mình ở trong mình không có biết tại sao nói là cửa đồ tùm lum hết á, thì mình phải bước ra để mình coi cái chỗ đó coi nó đúng hay không, chứ không phải là mình hại mình và hại người. Tự Duyên coi trước coi sau dữ lắm. Và như thế nào, Tự Duyên thật ra đó không phải là nói hay là nói thế này kia, nhưng mà ở gần với sư phụ cũng hiểu được chút chút. Và Ngài hả, có bữa lúc không bệnh Ngài vẫn ho kinh khủng hơn lúc này, cái lúc mà bị dịch này nữa, ho kinh khủng lắm, ho mà Tự Duyên thấp ruột lên luôn, ngồi mà hả. Nhưng bây giờ nó quen rồi, làm như nó quen cái tiếng ho đó rồi, là bình thường đối với Ngài, không có sao hết. Nhật Quỳnh đừng yên tâm. Bây giờ thật ra là mấy bữa là sư phụ nói, sư phụ đi ngang tụi con, sư phụ đi xa xa ra, không lẽ nói vậy luôn.
được. Tại vì ở xa cho nên là giống như mình lo quá đó. Hồi lúc trước, hồi lúc mấy năm trước, biết bây giờ cái sư phụ nói chút xíu à, sư phụ lên nói chút xíu hết liền, cái rồi rồi đã hết rồi đó, nghe cái giọng nói rồi hết rồi, sư phụ bị chút gì hết rồi đó. Cho nên á, không phải là đại duyên không có thương mình biết chứ, thương mình mà mình phải biết nói, thương mình mới biết thương người. Nhưng mà tại vì á, người ta cứ nói à, siêu thị này kia rồi hả, cái cô này nó ngoan cố nữa, là cái mua đồ cái chắc trong đó nó hư, thì tự nhiên ngày hôm qua làm việc tự nhiên la cho một tập cô Nhật Bình biết không, thì nói là chắc cái thứ này là đem ra hết, nó hết không có chừa cái nào, vì siêu thị người ta thông báo rõ ràng người dân không có trích trữ đồ ăn. Đồ ăn siêu thị rất là tươi và ngon, và người dân đi đến, từ người đi vô á, thật ra vô đó rất là an toàn. Trước khi bước vào siêu thị á, là người ta đã khử trùng mình hết, người ta đo độ mình, nếu mà mình có là nó giữ mình liền, khỏi cho mình về chùa, đừng có nói chi mà được đi vô đó mất công lắm. Cho nên mình phải thấy rõ, tự nhiên muốn thấy rõ cái điều đó, chứ không phải là mình đúng hay là mình không thương thân mình mà để mình đi ra. Tại vì lúc mà buổi sáng tự nhiên muốn đi lắm, nhưng mà thật ra không có thời gian để đi, thì mình bắt đầu buổi trưa. Vì sao? Buổi sáng có người nói là nó ngăn, nó chặn, nó tùm lum hết đó, nhưng mà thật sự tự nhiên chạy ra, chạy một lẹo cũng ai chặn, không ai ngăn, không ai mình, ai ngăn mình mà cũng ai chặn mình, đi một lèo tới siêu thị rồi đi vô luôn, không ai ngăn không gì hết. Ủa mình nói sao lạ vậy, chắc trưa là nó nghỉ việc cho nên là mình chạy thoải mái, không có cái gì xảy ra hết á. Thật sự là tự nhiên để biết cái cảnh ngay chỗ đó thôi, chứ đi thì mình cũng khẩu trang, còn nếu mà bị dính thì tự nhiên nghĩ, nếu mà dính là dính ngay cái lúc đó, thời điểm này là đến nay là tháng mấy, 2 tháng rồi, cho nên là nó rồi chùa Viên Giác mình rất là có phước, ai cũng lo tù hết, cho nên vượt qua, nó sẽ vượt qua. Thì ở đây chắc còn khoảng chưa một tuần nữa thì sẽ được đi lại an toàn. Dạ rồi, cảm ơn Nhật Quỳnh. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Rồi, tự nhiên cảm ơn Nhật Quỳnh rất nhiều, và Nhật Quỳnh cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn cô ông. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngày Trí Đức vừa trở lại đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Thị Duyên chia sẻ. Nhưng mà cô ơi, ở Việt Nam sao bằng ở Mỹ được cô? Ở Mỹ bây giờ là đang báo động với cái COVID mới nè cô. Là những người đã chích 2 lần còn bị nhiễm, bây giờ đang kêu là chích mũi thứ 3 đây cô. Đừng ý y. Nói lúc trước như vậy, bây giờ như vậy không có đâu. Cái mới này nó lan nhanh lắm luôn đó cô ơi. Cô đừng có ý y giùm cả nha. Bảo đảm Việt Nam không bằng Mỹ. Nhưng mà Mỹ bây giờ đang báo động. Hồi trưa này là sinh nhật của cha, mà sinh nhật của ngài Giác Đẳng, ngài báo động cho Phật tử nè, mình chỉ có thể hội họp chắc ngày hôm nay thôi, rồi không có ngày mai hội họp như gì nữa đâu, tình trạng khẩn cấp tới rồi. Nên cô Tuệ Duyên ơi, đừng nghĩ gì, đừng có ý mà nó ước cô ơi, không có nên chút nào hết. Dạ, không có nên chút nào hết. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, nãy giờ đi sai lệ mà lệ quá rồi. Thánh Thủy ơi, mãi mến chào Thánh Thủy, về vào đạo tràng Hồng Mai ơi. Kim Dung chờ trả bài không được, rồi bây giờ mời Hồng Mai nha, mời quý vị trong đạo tràng đưa bàn tay mình lên đi, để một hồi quan thanh nữa nè. Nhật Quỳnh biết vị nào cũng có chuẩn bị câu mà bài ngày hôm nay.
mời quý vị cho biết nên lên đi rồi cho biết bài số mấy Nhật Quỳnh sẽ đưa bài lên ạ. Hồng Mai đâu rồi, Quang Thanh đâu? Dạ, kính mời đạo tràng, mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy có tín hiệu của Quang Thanh nè, hai Quang Thanh đưa bàn tay lên đi. Hồng Mai đâu rồi? Thiện Vũ, Chích Thi Na, dạ kính mời đạo tràng. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, và con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức và cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ tại duyên. Con kính chào đạo tràng, con xin... con xin phân tích cái phần câu con thích nhất là câu Pháp Cú 37. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Đù rằng ga mằng ê ca cha rằng a si a sa ri rằng vu hà sa rằng rê chít tăng sành nha mết sàn ti mốc khẩn ti mà ra bàn tha nà. Con thì con cũng không có nhớ cái câu ở nhớ cái dư sự của cái này, nhưng mà con tâm huyết là để con áp dụng cho bản thân mình, mà con không nhớ cái trong cái dư sự của câu Pháp Cú này thì con không biết là thì con xin sám hối, nhưng con đây là con nói về bản thân thân con thôi. Qua cái câu Pháp Cú này con thấy là mình đang trong cái thời gian là đang nói về dịch Covid, là mình sống trong một cái dịch bệnh như thế này, mà cái tâm của mình mà điều phục được thì đó là một điều rất là tốt. Thế nhưng để mà điều phục được tâm thì mình phải có một cái mà mình nương tựa, đó là con đã thấy được là mình nương tựa vào Ba Ngôi Tam Bảo và mình nương tựa vào nghiệp quả, nhân quả của mình. Mình gieo nhân thì mình sẽ gặp quả. Thì con cũng mới tham gia cái phần Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà qua cái câu này và một phần nữa là gia đình con, bố con cũng mới mất ngày 15 tháng 5 2021, thì con thấy được rằng là sự vô thường đến với mình trong từng giây từng phút, chứ không phải vì dịch bệnh này mà sự cầu mới đến. Nên là mình cần phải phải có một cái tâm mà luôn luôn an trú trong chánh pháp để mình hưởng cái quả lành là sau này. Thế nhưng mà đây không phải mà do đúng là con cũng mới biết nên con cũng muốn về để hướng tâm đến cha, cho cha mẹ hướng về chánh pháp. Thế nhưng con cũng chưa kịp hướng cho cha của con thì cha của con cũng đã đi mà trong khi đó con cũng không được gặp và con cũng không được nói chuyện luôn. Thì cũng khác gì với cái mà dịch Covid này, nhưng con chỉ được về cũng nhìn trong cái sự thiêu đốt sự tang lễ và an táng tại ấy thôi, chứ con cũng không được nhìn mặt cha lần cuối. Hôm đó ở trong này dịch Covid
nên là chuyến bay không có. Nhưng mà con thấy được cái câu này nó nói lên là nếu như ta sống trong tất cả các hoàn cảnh, trong ví dụ như là trong hoàn cảnh là mình hoàn cảnh là điều phục được cái tâm của mình thì tất cả sẽ rất là dễ dàng. Thế nhưng mà nếu mình không điều phục được cái tâm mà mình sống trong cảnh dễ duôi, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng ấy, cái gì mình cũng cầu xin rồi cái gì ấy thì cũng rất là khó. Thế nhưng mà rất may mắn cho con là con đã gặp được chánh pháp tại ngôi chùa Phước Quang. Trong đó có sư phụ Chí Ngạn là chủ trì. Và con cũng kính tri ân sư Chí Ngạn và cô tu nữ Phúc Hạnh cũng đã hướng dẫn cho con hiểu thêm về phần chánh pháp và những lời dạy của Đức Phật. Và con cũng kính tri ân ngài Chí Đức là đã chỉ dạy cho chúng con, dạy cho con đọc được tiếng Bali, và bây giờ con đã đọc được cũng chưa chuẩn được như tất cả các bạn trong lớp, nhưng con cũng thấy mình đã có phần cố gắng hơn. Nhưng cái điều mà con muốn nói trong câu pháp cú là chạy xa sống một mình, là mình sống một mình chứ không phải là mình chạy xa tất cả những người, nhưng mà mình chạy xa những người mà người ta không có tâm hướng chánh pháp mà người ta có tâm hướng tà thì là mình nên tránh xa. Không thân ẩn hang sâu là mình không có đưa cái tâm của mình vào những cái việc thế gian, mà mình an trú tâm mình trong bên trong để mình hiểu được nội tâm của mình để mình điều phục tất cả những cái gì mà đến với mình thì nó sẽ thoát khỏi được cái ma trói buộc này, chính là toàn là những cái pháp thế gian. Nên là mình cố gắng để hàng ngày mình phải suy niệm rằng tất cả những cái điều mà sống ở trên này chỉ là phù du chứ không có cái gì là ấy, không có cái gì là hoàn, là tất là hoàn mỹ cả. Nó chỉ là bên ngoài để cho mình ấy thôi. Còn trong khi mà cái nữa là một phần nữa là con cũng trong thời gian này con cũng thấy được là mình cần phải hướng và tu tập nhiều hơn nữa. Và cái khi đến lúc cái tâm thức của mình nó không còn như người cha của mình nữa thì mình cũng không có thể tu tập nổi và mình cũng không có thể biết được chánh pháp được. Nên là mình phải dành thời gian nhiều cho sự hành thì, cho sự thực tập lời dạy của Đức Phật cũng như lời dạy của các chư tăng. Và nhất là con rất kính cảm ơn ngài Tuệ Siêu, chính là ngài Giác Giới, đã cho con nghe một bài pháp, là con rất là từ bài pháp đó mà con đã ngộ nhận ra mình, ngộ nhận ra một điều là chỉ có mỗi Phật pháp và tăng và Tam Bảo thì là mình mới nương tựa được. Còn tất cả về kẻ người thân hoặc bạn bè hoặc ấy mình không thể nương tựa được. Dù rằng người ta cũng rất là thương mình, nhưng người ta không có thể thương mình khi tâm thức của mình rời bỏ. Thì nên là con cũng có một chút chia sẻ như thế, do vì cũng hôm nay cũng gần đến 100 ngày của ba của con. Nên là con thấy được là tất cả từng giờ, từng phút, từng giây là sự vô thường đến, mình không thể nào mà biết được. Nên là mình cần lúc nào mình cũng cần phải nhắc nhở cho mình là mình hãy an trú tâm trong chánh pháp thì mọi thứ nó sẽ đến với mình trong sự trong sự tốt đẹp. Nên là con lúc nào con cũng hướng tâm về ba ngôi Tam Bảo, dù rằng do đại dịch Covid này
ở đây con cũng ở đây cũng ở đây ở gần con cũng có ca, và con cũng biết rằng là con là người bị bệnh nền là bệnh tim thì rất là dễ bị nhiễm, mà cái nhiễm này khi mình nhiễm vào rồi thì cái cơ thể mình nó rất là khó để mà điều phục được, chứ không phải là ai cũng có thể là qua được được cái dịch COVID. Nhưng con vẫn hướng tâm của mình vào bên trong, và thứ hai nữa là con hướng tâm của mình đến ba ngôi tam bảo, chứ con không hướng tâm ra ngoài là ở dịch COVID này mình phải làm cái này hay là mình phải làm cái kia hay thế nọ thế kia, nhưng con không làm. Con cứ kệ, xong rồi con cũng thực tập hàng ngày những lời dạy, rồi là con nhớ lại lời của sư, của sư phụ Trí Ngạn nói mình phải học và mình phải hành nên hôm nay cũng là một ngày mà con nhớ đến người cha của con. Nên con cũng chia sẻ một chút cái tâm sự và cái ước nguyện của mình đến với đạo tràng và đến với chư toàn thể đạo tràng. Thì có gì sai sót thì mong đạo tràng và mong quý chư tăng và đạo tràng xá lỗi cho con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cả con xin xuống mic ạ. Xà thủ Xích Hoàng Thành rất là hoan hỷ hôm nay quý vị sinh hoạt rất là có nội dung, đi vào chi tiết, và những lần sau chúng ta cũng cố gắng bởi vì những câu Phật ngôn này Đức Phật Ngài biết cái nhân duyên, biết cái căn lành của những đối tượng, để rồi Ngài chỉ thuyết lên câu Phật ngôn này và những vị đó sẽ chứng đắc. Còn chúng ta là những người sinh sau để muộn, cái ác nghiệp của chúng ta dài quá và cái thiện nghiệp của chúng ta mỏng, cho nên không sanh ra trong thời gian có Đức Phật trụ thế. Chính vì vậy phàm phu tục tử của chúng ta lấy những câu Phật ngôn này làm kim chỉ nam, học theo những câu Phật ngôn này để chúng ta coi như tiến bước trên con đường tu tập. Rất là hoan hỷ với Sik Metta đi vào chi tiết của những câu Phật ngôn. Chúng ta vẫn biết rằng sinh ra hai bàn tay trắng và nằm xuống cũng trắng tay, tức nghĩa là tử thần luôn luôn rình rập chúng ta, sự chết nó ở kế cận nơi chúng ta mà không biết được nó đến từ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, nó ập xuống bất cứ lúc nào bởi chính cái bệnh chúng ta không biết trước được. Rồi cái vấn đề coi như khi mà chúng ta ra đi, chúng ta không biết được cái vị trí chúng ta ra đi là ở chỗ nào. Rồi cái cảnh giới tái sanh là ở chỗ nào. Vậy thì chúng ta hãy an trú vào hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, bây giờ chúng ta còn thở. Chính chúng ta còn thở, đây là một cái điều quan trọng. Có những người có tiền nhưng mà không có không khí để mà thở, thì như vậy chúng ta bây giờ vẫn còn có phước hơn những người đó. Vậy hãy chấp nhận cái hiện tại, để rồi quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, mà chỉ có cái giây phút hiện tại này chúng ta an vui trong thiện pháp. Chính cái an vui trong cái hiện pháp này, đó là Đích Thất Thông Mát Xuất Kháo Vị Hà Ra Năng, hiện tại lạc trú. Mà khi chúng ta hiện tại lạc trú thì chính giây phút này là cái giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc sống của ta.
Bởi vì thân nghiệp, khẩu nghiệp nó không quan trọng bằng ý nghiệp. Chê tê na hăng phí khẩu quê cam măng quả đà mỹ. Thì trong cái phẩm tâm này á, nói lên cái ý nghiệp. Chúng ta run sợ để làm cái gì? Chúng ta bất an để làm cái gì? Chúng ta lo nghĩ với những người khác để làm cái gì? Mà trong khi đó không quay lại với chính mình, mà mình làm chủ lấy chính mình. Thì cái phẩm tâm này nói lên một cái điểm mà khi chúng ta còn phàm thì phải lay động với tám pháp của thế gian. Nhưng mà khi đã bước chân vào đạo quả Tu Đà Hoàn thì tâm của chúng ta mới được kiên cố, tức là không còn hoài nghi. Nhưng mà còn phàm thì chúng ta vẫn còn hoài nghi, nhưng mà cố gắng để chúng ta ghi nhớ và biết mình, thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, đã trình bày những điều tâm đắc về phẩm tâm, và cũng là một cái kết quả để cho chúng ta học hỏi. Với những câu Phật ngôn này, đó là những kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc trong hiện tại. Xin chư thiên quan nghĩ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thân thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chà quá chê nạ so thị vô phô tụ sa bạc đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.